Ca sĩ Hùng Cường. Từ nghệ sĩ tài hoa đến ngôi mộ nhỏ ven đường làng Bến Tre, cho tới ngày nay, chưa có ai làm được chuyện kinh thiên động địa trên sân khấu cải lương như Hùng Cường. Vào năm 59, một nghệ sĩ chưa từng được biết trong giới cải lương, chưa từng đảm nhận bất cứ vai phụ nào bỗng bất ngờ xuất hiện trong vai chính và thành công vang dội. Đó là điều không thể hiểu nổi, bởi một người theo nghề cải lương phải mất ít nhất 2-3 năm làm dàn bao mới lên được vai phụ. Rồi cũng mất chừng ấy thời gian mới lên được vai chính nếu thật sự có tài và khổ luyện. Người làm chuyện động trời ấy là ca sĩ tân nhạc Hùng Cường. Trước đó, dù là ca sĩ tân nhạc nổi tiếng, nhưng Hùng Cường rất yêu thích cải lương, bỏ công sức nghiên cứu và học hỏi. Với một nền móng nhạc lý vững vàng, cộng với chất giọng được trui rèn và sự kiên trì cố gắng khổ luyện, ông mạnh dạn bước lên sân khấu cải lương và khẳng định tên tuổi của mình. Đoàn cải lương Ngọc Kiều như đánh cược với chén cơm manh áo của mấy chục con người khi chấp nhận cho ca sĩ tân nhạc Hùng Cường chưa hề hát cải lương đóng vai chính Romeo trong vở kịch mới dựng Mộng Đẹp Đêm Trăng. Một dàn diễn viên gạo cội thời đó của đoàn Ngọc Kiều như Ngọc Đáng, Ngọc Giàu, Hoàng Kinh Thanh Sang, Kim Nguyên Thanh Kỳ chấp nhận làm dàn bao cho Hùng Cường. Kể từ đó, trên bầu trời cải lương miền Nam xuất hiện một ngôi sao rực sáng. Hùng Cường giúp cho tiếng tăm và doanh thu của đoàn cải thiện đáng kể. Với vóc dáng sáng trên sân khấu, chất giọng tenor khỏe, lối diễn xuất vừa tự nhiên vừa tự tin và rất hợp lý. Cùng những bài bản cải lương đã được luyện tập kỹ càng, Hùng Cường thành công vang dội ngay từ vai diễn đầu. Tức thì chủ đoàn Ngọc Kiều ký tiếp hợp đồng với Hùng Cường để hát chính trong kịch bản mới Tuyết Phủ Chiều Đông, khai trương tại rạp Viễn Trường sau một tháng tập dượt. Hùng Cường đã mướn riêng một nhạc sĩ cổ nhạc đến nhà ông luyện tập ngày đêm. Ngoài ra, ông rất nhạy bén, biết được sở đoản, sở trường của mình nên đã phối hợp với soạn giả cải lương lồng vào kịch bản khá nhiều đoạn tân nhạc, khai thác đúng tài năng của ông. Tiếp theo, đoàn Ngọc Kiều dựng tiếp vở cải lương Màu Tím Đèn Hoa Giấy, khai trương tưng bừng tại rạp hát Nguyễn Văn Hảo năm 60. Tiếp tục lưu diễn nhiều tỉnh thị xã ở miền Tây. Hùng Cường đóng vai Kha Phong, một kiếm sĩ phù tang điêu luyện bên cạnh tài danh Ngọc Đáng. Ngôi sao cải lương Hùng Cường sáng trực từ dạo đó. Hùng Cường tên thật là Trần Kim Cường, sinh năm 36 tại tỉnh Bến Tre, theo gia đình về sống ở Sài Gòn. Ngay từ khi còn là học sinh trường trung học Trần Hưng Đạo, ông đã có thể tự sáng tác và biểu diễn những bài hát học sinh trong các lần hội diễn của trường. Sau khi học xong tú tài, ông chính thức theo nghiệp ca hát tại các vũ trường Kim Sơn, Ba Ca Sa. Sau khi bước sang cải lương và thành công vang dội, Hùng Cường vẫn tiếp tục gắn bó với sân khấu ca nhạc và lại làm người hâm mộ quay cuồng. Theo ông với một thể loại nhạc mới lạ lần đầu xuất hiện ở Sài Gòn, nhạc giật. Như cách gọi lúc đó là nhạc kích động, một dạng pop rock được Việt Nam hóa. Nhạc kích động với giọng ca Hùng Cường chỉ thật sự đạt đỉnh cao khi phối hợp cùng Mai Lệ Huyền, một ca sĩ nữ cũng quậy không kém. Sau ca nhạc, cải lương, Hùng Cường lấn sân điện ảnh, hàng loạt các phim được Hùng Cường thủ vai chính. Thời bấy giờ được người xem chú ý, như Chân Trời Tím, Mãnh Lực Đồng Tiền, Còn Gì Cho Nhau. Thế nhưng sau thành công với phim đầu tiên, Chân Trời Tím, nhiều hãng phim mời Hùng Cường cộng tác và phim nào có tên ông cũng ăn khách. Hãng phim Kim Thân dù trả thù lao khá cao để mời Hùng Cường và Mai Lệ Huyền đóng cặp trong phim Mãnh Lực Đồng Tiền. Theo chân Hùng Cường, nhiều đào kép cải lương khác ở Sài Gòn cũng tham gia đóng phim, nổi hơn là Thanh Nga và Mộng Tuyền. Lúc đầu các tài nữ điện ảnh rất ngại đóng cặp với kép hát cải lương. Trong đó có Hùng Cường. Theo báo chí thời ấy, công ty phim truyện Liên Ảnh trước khi mời Kim Vui đã có ngỏ ý mời Thẩm Thúy Hằng đóng cặp với Hùng Cường, nhưng Thẩm Thúy Hằng từ chối, có lẽ do định kiến ấy. Nhưng sau đó, người đẹp Bình Dương Thẩm Thúy Hằng mới tiếc trẻ. Khi thấy Kim Vui nổi bật bên Hùng Cường trong phim Chân Trời Tím và vừa thành công về tài chính, vừa đoạt giải văn học nghệ thuật tại Sài Gòn năm 71, lại vinh dự là lần đầu tiên một cuốn phim Việt Nam phụ đề Pháp được gửi đi trình chiếu tại Đại hội Điện ảnh tổ chức ở Diana, Anh Quốc. Trong giới tài tử điện ảnh ở Sài Gòn trước năm 75, có hai người được cho là giỏi võ nhất, đó là Lý Huỳnh và Hùng Cường. Lý Huỳnh vừa đóng phim vừa mở võ đường Thái Cực Đạo nên được phong là võ sư. Hùng Cường mê đánh quyền Anh từ thời học sinh, sau này vẫn tiếp tục tập quyền Anh như môn thể dục giúp rèn luyện sức khỏe. Lúc ấy, phong trào tập luyện quyền Anh ở Sài Gòn rất yếu, số người giỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó có Hùng Cường. Năm 70, khi hàng trăm ngàn bà con Việt Kiều bỏ nhà cửa, đất đai, tài sản ở Campuchia về Việt Nam lánh nạn và sinh sống, mở lò dạy quyền Anh, thì phong trào mới phát triển lại. Sau đó, người ta tổ chức thi đấu quyền Anh, Hùng Cường cũng đăng ký thượng đài, nhưng vào phút cuối bỏ cuộc vì bận theo đoàn hát đi lưu diễn xa. Chuyện này được Hùng Cường thể hiện lại trong nội dung một vở cải lương sau đó. Lúc 4 giờ 35 phút chiều thứ Tư ngày 1 tháng 5 năm 1996, nghệ sĩ Hùng Cường, tức thi sĩ Nhất Quốc Tâm, pháp danh Thiện An, đã vĩnh viễn ra đi. Hùng Cường trình diễn rất thành công ca khúc 60 năm cuộc đời của Y Vân. Sau này, cả hai người đều từ trần ở đúng tuổi 60. Ngôi mộ ông đơn sơ, nằm ở khu vườn ven con đường làng ở xã Quế Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, đất nhà quê nội ông.
Ca sĩ Randy hát và chia sẻ về hành trình 17 năm tìm mẹ. Trở về Việt Nam tìm mẹ ruột, từ sau những năm 2000, trở thành một ca sĩ hát trên quê mẹ, lòng yêu thương, kính trọng, mong mỏi, khát khao tình mẫu tử được Randy chất lọc thành các tác phẩm âm nhạc đầy xúc động, đúng như anh chia sẻ tại chương trình. Nhắc đến Randy, khán giả đam mê dòng nhạc bolero nhớ ngay đến ca sĩ người Mỹ gốc Việt với ngoại hình cao lớn rất Tây nhưng cực sõi tiếng Việt, lại sở hữu giọng ca nội lực trầm buồn và giàu cảm xúc. Hành trình hoạt động nghệ thuật của anh là những dấu son với những bản nhạc chất chứa tiếng lòng của người con khao khát tình mẫu tử như nó, mẹ, cõi lòng, cũng chính là tuổi thơ bất hạnh và hành trình 17 năm tìm mẹ. Lớn lên từ cô nhi viện Thánh Tâm Đà Nẵng, ca sĩ Randy đã làm quen với cuộc sống tập thể với rất nhiều đứa trẻ khác. Anh được mẹ nuôi xin về để phụ giúp chăn bò, trồng khoai, cấy lúa. Vì mang trong mình hai dòng máu Việt-Mỹ với nước da ngăm đen, từ nhỏ nam ca sĩ đã sống trong sự kỳ thị và coi thường của hàng xóm. Anh thường xuyên bị bắt nạt. May mắn thay, năm 90, chương trình hỗ trợ con lai được tổ chức. Ca sĩ Randy được đặt chân đến Mỹ, mở ra cuộc sống hoàn toàn mới tại vùng đất xa lạ. Sang Mỹ, anh chủ động dọn ra ngoài ở riêng và tự kiếm sống. Cũng nhờ đó, nam ca sĩ bén duyên với âm nhạc thông qua một cuộc thi dành cho người Việt, được gặp gỡ và dẫn dắt bởi các nghệ sĩ gạo cội như cố nhạc sĩ Thu Hồ, nhạc sĩ Mỹ Huyền và ca sĩ Anh Tuấn. Randy ngày càng được khán giả yêu mến và tạo nên tên tuổi với ca khúc Nó. Sau 2 năm đến Mỹ là tôi bắt đầu đi hát rồi. Ở đây show cũng không nhiều, nhưng CD bán rất chạy. Thời gian đi show bên Úc, tôi mới vừa đến khách sạn là có người tới gõ cửa. Sang tay 1.000 CD là lời 4.000 đô rồi. Một tháng vừa thu âm vừa đi show, tôi kiếm phải được 15-20.000 đô. Đã từng kham khổ quá nhiều nên lúc đó tôi tiêu xài xả láng lắm. Nếu biết để dành có thể, giờ tôi thành đại gia bất động sản rồi. Nam ca sĩ tiết lộ. Khi có thể làm chủ cuộc sống cũng là lúc Randy bắt đầu hành trình tìm mẹ. Nhưng vì ở cô nhi viện từ nhỏ mà không có manh mối về mẹ, thậm chí đến năm 2010, nam ca sĩ mới biết được tên thật và ngày sinh của mình sau 39 năm tồn tại. Anh đã tìm khắp Việt Nam, kiểm tra ADN với rất nhiều bà mẹ mất con nhưng chỉ phí công vô ích. Nhiều lần ôm hy vọng rồi nhận thất vọng tràn trề, khát vọng tìm mẹ trong anh không còn cháy bỏng như trước. Ca sĩ Randy bộc bạch, mỗi khi lên sóng, Randy đều chia sẻ ngày sinh của mình để mẹ có thể nhìn thấy và tìm đến. Nhiều năm tìm kiếm vậy chứ Randy nghĩ, có thể mẹ đã về thế giới bên kia rồi. Một phần vì Randy đã gần 60 tuổi thì mẹ cũng đã gần đất xa trời. Một phần tôi từng nằm chiêm bao thấy báo mộng. Dù vậy tôi vẫn muốn tìm lại gốc gác của mình. Còn cha thì mình đã tìm được nhưng cũng biết ông đã qua đời. Bây giờ mình cứ làm tốt bổn phận của mình thôi. Sau gần ấy năm chịu đựng tổn thương, Randy gửi cảm xúc vào những bài hát bolero. Và không ngờ điều đó đã giúp anh có duyên gặp được người vợ hiện tại, cứu vớt cuộc đời vốn đã nghiệt ngã muôn phần. Xúc động nói về mẹ tại chương trình nghệ thuật Ơn Nghĩa Sinh Thành, Randy cho biết anh đã từng rất giận, rất trách mẹ. Rồi khi lớn lên trưởng thành ra ngoài va vấp với xã hội, Randy phần nào hiểu được cái khó của mẹ mình lúc còn trẻ. Randy nhắn nhủ, cuộc đời con người ai cũng có lúc mắc phải sai lầm. Có lẽ khi còn trẻ mẹ của Randy cũng từng như vậy, nên thay vì giận, Randy chọn cách tha thứ cho mẹ của mình. Randy đã có một lần nằm mơ thấy mẹ. Khi ấy mẹ vuốt má Randy, Randy đã vô cùng hạnh phúc trong giấc mơ ấy. Những ai hạnh phúc vì còn có mẹ, hãy hiếu kính với mẹ của mình, để sau này chúng ta không bao giờ phải